Dạ thưa sư, con bắt đầu hả thưa sư? Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mít và trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sagye kame charupe risikarate chantale ke vimane di berate chagame taruwana gahane ye hawa tumi kete fuma chayan dude wa chala thala wisame ya kagan tapanaga Tithanda sandike yang muniwara wajanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyambi buddhang saranang gacchami, tutiyambi dhammang saranang gacchami, tutiyambi sanghang saranang gacchami, tatiyambi buddhang saranang gacchami, tatiyambi dhammang saranang gacchami, tatiyambi sanghang saranang gacchami. Iti biso bhagava arahang sammasambuddho viccacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarathi sattha deva manussana Buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me jaya mangala buddha mangge na vande hang bada bang som varutta mang buddhe yo khalito do so buddho khamatu tang mamang Svakato bhagavata dhammo sandipiko akariko ehibasiko opanayiko pachatangwe ditapo winyuhitinathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacchavaccena hontu me jayamangala Uttamange na wande hang tham mang cha duy thang qua rằng tham mê yo khalito do so tham mô tham tu tăng ma mang Subati bano phagavato sa waka sangko Ujubati bano phagavato sa waka sangko Nyayabati bano phagavato sa waka sangko Sami jibati bano phagavato sa waka sangko Yadirang jata riburisa yugani athaburisa bungala Esa phagavato sa waka sangko Ahuneyo bahuneyo dakhineyo anchangikaraneyo Anuttarang bunyakhetang lokasatinathi me saranang anyang sangkho me saranang warang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang sanghang caduvithottamang sangkheyo khalito doso sangkho khamatutang mamang
Wanda mi che ti yang sa pang sa ba tha ne su ba ti thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bu tha ru ba sa ka lang sa da sam bu the a tha wi san cha da da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma vì si ra sa a hằng tề sang tham man cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng ma ma ca ra nu pha huệ na hàn tòa sa bê u ba ta huệ a ne ca an ta ra ya bi vi na sa tu a se sa to sam bu thế bảy cha bảy nhà san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huệ na hằng tòa sa bê u ba ta huệ a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu thê na wu ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huệ na hằng tòa sa bê u ba ta huệ a ne ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sa bê bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a huệ ra su khi ho nu sa bê bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe da khi na ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe da khi na ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe pe chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe pe chi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u ta ra ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u ta ra ya anu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u pa ri ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe he ti ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe sa ta a we ra ho nu su khi ta ho nu ne du kha ho nu ap ya pa cha ho nu ani kha ho nu di kha yu kha ho nu a go ga ho nu sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nang pa ri ha ran tu du kha pa ta cha ni du kha pha ya pa ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka ho du sa pe pi pa ni nong akasatha cha phum ma tha devana ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu sa sa năng akasatha cha phum ma tha devana ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu no ga ru akasatha cha phum ma tha devana ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu nhà ta yo akasatha cha phum ma tha devana ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu pa ni no akasatha cha phum ma tha devana ga mahitika bồn nhang no ano mo đăng tu chi răng ra khan tu no sa da y đăng wa ta no bồn nhang a sa wa kha ya wa hăng hôn tu anagate ka le sa thú sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ.
Mô Bụt Thầya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Thầya. Xin chào anh lớp. Giờ hôm nay mình sẽ ôn lại bài học. Là cái bản lễ sư ạ. Rồi. Giờ phần ôn này chủ yếu là ôn lại các bản chia cho các Phật tử mình thôi, chứ mình không có ôn nội dung gì khác. Ôn lại cho mình nắm vững các bản chia để qua quyển 2 mình học dễ hơn. Tại nếu mà các bản chia này cho đến bây giờ mà ai chưa nắm được thì qua quyển 2 mình khó học lắm. Phải bản chia nào mình cũng phải chia được, cũng phải hiểu thì mình mới có thể học tốt quyển 2 được. Nếu mà quyển 1 thì mình không nắm rõ mấy bản chia này, qua quyển 2 mình khó học lắm. Cho nên chú ý là ôn cho mấy bản chia cho mấy Phật tử. Cho lớp. Về trước tiên là mình ôn phần bản chia của các danh từ. Tại vì cái buổi hôm trước là mình đã ôn xong cái bản kia danh từ năm tánh bị ngữ ác như là na rác. Bản này hôm trước thì mình đã tập ôn lại rồi. Thì hôm nay mình sẽ ôn bản kia thứ hai, cũng sử dụng khá nhiều. Đó là bản kia bản miếng cách của danh từ nữ tính bị ngữ a như là ma. Vậy chúng ta sẽ tìm các danh từ nào nữ tính mà nó tận cùng bằng A để tập chia cho cái bản chia này ha. Rồi bây giờ ví dụ như là bây giờ sẽ chia trước cho một từ. Ví dụ như là Meta. Về chủ cách có Meta, Meta, Meta Vô. Đối cách số ít Meta, Meta, Meta Vô. Sử dụng các số ít Meta Giá, Meta Hi, Meta Thí. Chỉ định các số ít Meta Giá, số nhiều Meta Năng. Sử dụng các số ít Meta Giá, số nhiều Meta Hi, Meta Thí. Sở thuộc các số ít Meta Giá, số nhiều Meta Năng. Định sở các số ít Meta Giá, Meta Giang, số nhiều Meta Sú. Ô các số ít Meta, số nhiều Meta, Meta Vô. Thì chúng ta sẽ tìm các danh từ nào mà nó tận cùng bằng A thuộc dạng nữ tính để chúng ta tập chia cho cái bản chia này. Mỗi người chia bản thử để xem mình còn có nhớ được cái bản chia này hay không, có nhớ được một ít từ vựng của dạng nữ tính này hay không. Rồi bây giờ ai chia được trước giơ tay lên đi. Cô Phúc Bị Chung mời bác các Phật tử lên chia bản chia em xin. Dạ được thưa sư. Thấy các Phật tử giơ tay lên không? Dạ được, dạ thấy thưa sư. Rồi mời đi, mời chia cho dạ. Chia kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ nữ tính vị ngữ A là Devata Đại Thiên Thiên Ngất Sư. Dạ. Chủ cách số ít Devata, số nhiều Devata, Devata Vô. Đối cách số ít Devata, Devata, số nhiều Devata, Devata Vô. Sở dụng cách số ít Devata Giá, Devata Hí, Devata Phí. Chỉ định cách số ít Devata Giá, số nhiều đê quá ta năng. Xuất xứ cách số ít đê quá ta giá, số nhiều đê quá ta hí, đê quá ta phí. Sở thuộc cách số ít đê quá ta giá, số nhiều đê quá ta năng.
định sở các số ít, đề quá ta giá, đề quá ta văn, số nhiều, đề quá ta số, hô các số ít, đề quá tê, đề quá, số nhiều, đề quá ta, đề quá ta vô, con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ, thì chứ con nói chuyện từ khi này. À, từ âm ma mà sư sư giấy rồi thôi, cũng còn cái từ gì sư nghĩ con cũng quay mất, nhận nhớ gì thêm. Không nhớ quay cái từ mất sư ơi. Hả? Quay từ mất, không có từ, không nhớ từ gì thì chẳng quay luôn. Là bản kia cái danh từ năm tánh người ngữ A đó, nữ tánh người ngữ A thì ta có các từ vựng đó. Như Upekha, Karuna, Isa, nhiều lắm mà tự nhiên chơi nó quen dần chứ xin chào con, xin chào cô tìm cái danh từ không có lời quay mắt. Ban Nha là trí tuệ đó chú. À, Ban Nha trí tuệ là xin là ông chồng từ Ban Nha. Dạ xin như công chồng cái danh từ Ban Nha xin nha. Dạ xin công đọc cái bản nguyên cách của danh từ Ban Nha. Chủ cách số ít Ban Nha, số nhiều Ban Nha, Ban Nha vô. Đối cách số ít Ban Nha, số nhiều Ban Nha vô. Sử dụng cách số ít Ban Nha giá, số nhiều Ban Nha hí, Ban Nha bí. Chỉ định cách số ít mà Ban Nha giá, số nhiều Ban Nha năng. Xuất xứ cách số ít Ban Nha giá, số nhiều Ban Nha hí, Ban Nha bí. Sử dụng cách số ít Ban Nha giá, số nhiều Ban Nha năng. Định sử cách số ít Ban Nha giá, Ban Nha văn, số nhiều Ban Nha số. Và hô cách số ít Ban Nha, số nhiều Ban Nha, Ban Nha vô, thì con xin thấy nha. Cố gắng nha, một ít từ ngữ mới được. Đã học mà không nhớ từ ngữ là không được đâu. Dạ, tại vì quay không nhớ từ nào thì xin lỗi. Phải nhớ một ít từ ngữ. Dạ, kính mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính. Vĩ ngữ A là Bu Cha, là cúng dường, sự cúng dường đó sư ạ. Dạ được không sư ạ? Dạ, được rồi, tốt. Dạ. À, con xin chia chủ cách số ít là Bu Cha, số nhiều là Bu Cha, Bu Cha vô. Đối cách số ít là Bu Chăng, số nhiều là Bu Cha, Bu Cha vô. Sử dụng cách số ít là Bu Cha gia, số nhiều là Bu Cha hí, Bu Cha phí. Chỉ định cách số ít là Bu Cha gia, Bu Cha năng. Số xứ cách số ít là Bu Cha gia, Bu Cha hí. Dạ, à, Bu Cha giá. Dạ dạ con xin lỗi. Dạ Bu Cha giá, Bu Cha hí, Bu Cha phí. Số nhiều là Bu Cha hí, Bu Cha phí. Sở hữu cách số ít là Bu Cha giá, số nhiều là Bu Cha năng. Định sở cách số ít là Bu Cha giá, Bu Cha văn, số nhiều là Bu Cha số. Hô cách số ít là Bu Chê, số nhiều là Bu Cha, Bu Cha vô. Dạ sư sư con xin hết à. Tốt. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ nữ tính vĩ ngữ A là Chara. Chara là sự già đó. Dạ. Dạ con xin chia chủ cách số ít Chara, số nhiều Chara, Chara vô. Đối cách số ít Charang, số nhiều Chara, Chara vô. Sử dụng cách Chara giá, số nhiều Chara hí, Chara phí. Chỉ định cách số ít
chara giá, số nhiều chara năng, xuất xứ cách chara chara giá, số nhiều chara hí, chara phí, sở thuộc cách chara giá, số nhiều chara năng, định sở cách chara giá, chara năng, số nhiều chara xú, hô cách chara, số ít, số nhiều chara, chara vô. Dạ con xin hết. Dạ, kính mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ nữ tính Metta là từ đó sư. Dạ. Chủ cách, số ít là Metta, số nhiều là Metta, Metta vô. Đối cách, số ít là Mettang, Metta, Metta vô. Số nhiều là Metta, Metta vô. Sử dụng cách, số ít là Metta giá, số nhiều là Metta hí, Metta phí. Chỉ định cách, số ít là Metta giá, số nhiều là Metta năng. Xuất xứ cách, số ít là Metta giá, số nhiều là Metta hí, Metta phí. Sở thuộc cách, số ít là Metta giá, số nhiều là Metta năng. Định sở cách, số ít là Metta giá, Metta văn, số nhiều là Metta xú. Hô cách, số ít là Metta, số nhiều là Metta, Metta vô. Dạ bà sư con xin hết ạ. Sa thú. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia bản biến cách danh từ nữ tính dĩ ngữ A như là Sala, là nghĩa là phòng lớn sư. Sala. Dạ Sala, phòng lớn. Chủ cách, số ít Sala, số nhiều Sala, Sala vô. Đối cách, số ít Sa lăng, số nhiều Sa la, Sa la vô. Sử dụng cách, số ít Sa la giá, số nhiều Sa la hí, Sa la bí. Chỉ định cách, số ít Sa la giá, số nhiều Sa la năng. Xuất xứ cách, số ít Sa la giá, số nhiều Sa la hí, Sa la bí. Sở thuộc cách, số ít Sa la giá, số nhiều Sa la năng. Định sở cách, số ít Sa la giá, Sa la văn, số nhiều Sa la xú. Hô cách, số ít Sa lê, số nhiều Sa la, Sa la vô. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ sa thú. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ Upasika là tín nữ. Chủ cách, số ít Upasika, số nhiều Upasika, Upasika vô. Đối cách, số ít Upasika, số nhiều Upasika, Upasika vô. Sử dụng cách, số ít Upasika giá, số nhiều Upasika hí, Upasika phí. Chỉ định cách, số ít Upasika giá, số nhiều Upasika nào. Xuất xứ cách, số ít Upasika giá, số nhiều Upasika hí, Upasika phí. Sở thuộc cách, số ít Upasika giá, số nhiều Upasika nào. Định sở cách, số ít Upasika giá, Upasika văn, số nhiều
Upasika su hồ cách số ít. Upasike số nhiều. Upasika, upasika yo. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, dạ em mới vừa đọc xong. Dạ thưa sư, như vậy là hết rồi ạ. Rồi. Dạ vì chúng ta qua bản mới ha, bản khác nữa ha. Bản danh từ trung tính. Trung tính như là cô la, rồi có chủ cách cô lăng, số nhiều cô la, cô la ní. Đối cách số ít cô lăng, số nhiều cô lê, cô la ní. Sử dụng cách số ít cô lê ná, cô lê hí, cô lê phí. Chỉ nên cách số ít cô la giá, cô la xá, số nhiều cô la năng. Sư sư cắt sữa cô la, cô lâm hà, cô lát mà, suy nhị, cô lê hí, cô lê phí. Sẽ dùng sở thuộc cắt sữa cô lát sát, suy nhị, cô la năng. Định sở cắt sữa cô lê, cô lâm hí, cô lát mình. Suy nhị, cô lê xú, hồ cắt sữa cô lát, cô la, suy nhị, cô la ní. Ai vì ai chưa được bản này, giơ tay lên. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc bản chia danh từ trung tính vị ngữ A như là số khá là sự an lạc. Dạ. Chia đi. Dạ. Chủ cách số ít, số khăn, chủ cách số ít, số khăn, số nhiều, số kha ní. Đối cách số ít, số khăn, số nhiều, số khê, số kha ní. Sử dụng cách số ít, số khê ná, số nhiều, số khê hí, số khê phí. Chủ định, chỉ định cách số ít. Số kha giá, số khá xá, số nhiều, số kha năng. Xuất xứ cách số ít, số kha, số khâm ha, số khá ma, số nhiều, số khê hí, số khê phí. Sở thuộc cách số ít, số khá xá, số nhiều, số kha năng. Định sở cách số ít, số khê, số khâm hí, số khát minh, số nhiều, số khê số. Hô cách số ít, số khá, số kha, số nhiều, số kha ní. Con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ á như là Ariya Phá La và Thánh Quả. Trung tính cho bạn là dạ, trung tính. Dạ, dạ bà sư con xin chia. Chủ cách số ít Ariya Phá Lăng, số nhiều Ariya Phá La, Ariya Phá La Ní. Đối cách Ariya Phá Lăng, số nhiều Ariya Phá Lê, Ariya Phá La Ní. Sử dụng cách số ít, Ariya Phá Lê Ná, số nhiều Ariya Phá Lê Hí, Ariya Phá Lê Phí. Chỉ định cách số ít, Ariya Phá La Giá, Ariya Phá La Xá, số nhiều Ariya Phá Năng, Phá La Năng, Phá La Năng. Xuất xứ cách Ariya Phá số ít, xuất xứ cách số ít Ariya Phá La, Ariya Phá Lam Ha, Ariya Phá Lasma, số nhiều
Ariya phá lê hí, Ariya phá lê phí. Sở thuộc các số ít, Ariya phá lá xá, số nhiều. Ariya phá la năng, định sở các số ít. Ariya phá lê, Ariya phá lâm hí, Ariya phá lát minh, số nhiều. Ariya phá lê xú, hồ cách. Ariya phá lá, Ariya phá la, Ariya phá la ní. Dạ con xin hết ạ. Sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính dĩ ngữ á như là si lá là giới. Chủ cách số ít là si lăng, số nhiều là si la, số nhiều là si la, si la ní. Đối cách số ít si lăng, số nhiều là si lê, si la ní. Sử dụng cách số ít si lê ná, số nhiều si lê hí, si lê bí. Chỉ định cách số ít si la giá, số nhiều si la xá, số ít số nhiều si la năng. Sức sức cách số ít si la si si lam ha, si la spa, số nhiều si lê hí, si lê bí. Sở thuộc cách số ít si la xá, si la năng. Chỉ định cách số ít si lê, si lam hí, si lát min, số nhiều si lê số. Hầu cách số ít si lá, si la, số nhiều si la ní. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin chia cái danh từ trung tính là đúc khá là sự khổ. Dạ. Chủ cách số ít là đúc khăn, số nhiều là đúc kha, đúc kha ní. Đối cách số ít là đúc khăn, số nhiều là đúc khê, đúc kha ní. Sử dụng cách số ít là đúc khê ná, số nhiều là đúc khê hí, đúc khê phí. Chỉ định cách số ít là đúc kha giá, đúc khá xá, số nhiều là đúc kha năng. Xuất xứ cách là đúc kha, đúc khâm ha, đúc khát ma, số nhiều là đúc khê hí, đúc khê phí. Sở thuộc cách số ít là đúc khát xá, số nhiều là đúc khả năng. Định sở cách số ít là đúc khê, đúc khăn hí, đúc khát min, số nhiều là đúc khê xú. Hô cách số ít là đúc khá, đúc kha, số nhiều là đúc kha ní. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính chiết tá là tâm đó sư, được không sư ạ? Dạ tâm. Dạ đối cách số, chủ cách số ít là chít tăng, số nhiều là chít ta, chít ta ní. Đối cách số ít là chít tăng, số nhiều là chít tê, chít ta ní. Sử dụng cách số ít là chít tê ná, số nhiều là chít tê hí, chít tê phí. Chỉ định cách
Số ít là Chitta Giá Chitta Xá. Số nhiều là Chitta Năng. Số sư cách số ít là Chitta Tâm Chít Tăng Hà Chít Tát Ma. Số nhiều là Chít Tê Hí Chít Tê Phí. Sở thuộc cách số ít là Chít Tát Xá. Số nhiều là Chít Ta Năng Chít Ta Năng. Sở được định cách số ít là Chít Tê Chít Tê Chít Tăng Hí Chittasmin. Số nhiều là Chittesu. Hô cách số ít là Chitta Chitta. Số nhiều là Chittani. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con chọn nhân từ Nguyễn Ma Ná là cung điền được không sư? Dạ, con xin dạ, con đọc bản nguyên cách của danh từ Quý Ma Na. Chủ cách số ít Quý Ma Lan. Số nhiều Quý Ma Na, Quý Ma Ni. Đối cách số ít Quý Ma Lan. Số nhiều Quý Ma Ni, Quý Ma Ni. Sử dụng cách số ít Quý Ma Ni Na. Số nhiều Quý Ma Ni Hí, Quý Ma Ni Bí. Chỉ định cách số ít Quý Ma Na Giá, Quý Ma Nát Xá. Số nhiều Quý Ma Na Năng. Xuất xứ cách số ít Quý Ma Na, Quý Ma Nam Ha, Quý Ma Nát Ma. Số nhiều Quý Ma Nê Hí, Quý Ma Nê Bí. Sở thuộc cách số ít Quý Ma Nát Xá. Số nhiều Quý Ma Na Năng. Định sở cách số ít Quý Ma Na Nê, Quý Ma Nam Hí, Quý Ma Nát Minh. Số nhiều Quý Ma Nê Số. Hô cách số ít Quý Ma Na, Quý Ma Ná, Quý Ma Na. Số nhiều Quý Ma Ní. Dạ con xin hết nha. Dạ con xin hết. À, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ Đăng Đá là Vũ Thí. Chủ cách số ít Đa Năng. Số nhiều Đa Na, Đa Na Ní. Đối cách số ít Đa Năng. Số nhiều Đa Nê, Đa Na Ní. Sử dụng cách số ít Đa Nê Đá. Số nhiều Đa Nê Hí, Đa Nê Phí. Chỉ định cách số ít Đa Na Giá, Đa Na Xá. Số nhiều Đa Na Năng. Số xứ cách số ít Đa Na, Đa Na Ha, Đa Na Sma. Số nhiều Đa Nê Hí, Đa Nê Phí. Sở thuộc cách số ít Đa Na Xá. Số nhiều Đa Na Năng. Định sở cách số ít Đa Nê, Đa Nam Hí, Đa Nát Mê. Số nhiều Đa Nê Sú. Hô cách số ít Đa Ná, Đa Na. Số nhiều Đa Na Ní. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin chia danh từ trung tính bị á là từ khét tá là từ ruộng đúng không thưa sư? Chủ cách số ít khét tăng. Số nhiều khét ta, khét ta ní. Đối cách số ít khét tăng. Số nhiều khét tê, khét ta ní. Sử dụng cách số ít khét tê ná. Số nhiều khét tê hí, khét tê khí. Chỉ định cách số ít khét ta giá, khét tác xá. Số nhiều khét ta năng. Xuất xứ cách số ít khét ta, khét tăng hà, khét tác ma. Số nhiều khét tê hí, khét tê phí. Sở thuộc cách số ít khét tác xá. Số nhiều khét ta năng. Định sở cách số ít khét tê, khét tăng hí, khét tác minh. Số nhiều khét tê số. Hô cách số ít khét tá, khét ta. Số nhiều khét ta lý. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ sa thú, sa thú. Dạ thưa sư hết rồi ạ.
Bây giờ chúng ta qua bài kia mới nữa ha, bài kia mới nữa. Bây giờ danh từ năm tánh vị ngữ ý như là ý xí, chủ cách số ít ý xí, số nhiều ý xí ý xa dô, đối cách số ít ý xinh, số nhiều ý xí ý xa dô, sử dụng cách số ít ý xí na, số nhiều ý xí hí ý xí phí, chỉ định cách số ít ý xí nô ý xí xác, số nhiều ý xí năng, số các số ít isina isimha isisma suy nghĩa isihi isipi đã thuộc các số ít isino isisa suy nghĩa isinang đền sở các số ít isimhi isiming suy nghĩa isisu hồ các số ít isi suy nghĩa isi isayo. Rồi vì chúng ta tìm danh từ năm tánh mà mọi người ý giống như là isi để tập chia cho bản này. Ai chia được trước thì thay lên. Dạ, kính mời đạo hữu Trần Văn Điền ạ. Dạ, đạo hữu Trần Văn Điền đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, xin mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. À, dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Trần Văn Điền ạ. Dạ cũng trồng những từ muốn ý đâu sư, muốn ý là tu sĩ á. Thôi được, chứ đi. Dạ, chủ cách số ít, muốn ý, số nhiều muốn ni, muốn ná vô, đối cách số ít, muốn ni, số nhiều muốn ni, muốn ná vô, sử dụng cách số ít, muốn ni na, số nhiều muốn ni hí, muốn ni bí, chỉ định cách số ít, muốn ni nô, muốn ni xá, số nhiều muốn ni năng, xuất xứ cách số ít, muốn ni na, muốn niệm hà muốn niết ma số nhiều muốn đi thấy muốn đi bí sở thuộc cách số ít muốn đi nô muốn niết xá số nhiều muốn đi năng định sở cách số ít muốn niệm hí muốn niết minh số nhiều muốn đi số hô cách số ít muốn ý số nhiều muốn ni muốn đá vô giờ chi hết à. Sa thú sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ Á Thí Bát Tí là nhà lãnh đạo ạ. À. Dạ. Ờ, chủ cách số ít Á Thí Bát Tí, số nhiều Á Thí Bát Tí, Á Thí Bát Tí Bát Tá Vô, đối cách số ít Á Thí Bát Tinh, số nhiều Á Thí Bát Tí, Á Thí Bát Tá Vô, sử dụng cách số ít Atipatina Atina, số nhiều Atipati Hí Atipati Phí, chỉ định cách số ít Atipatino Atipati Xá, số nhiều Atipati Năng, xuất xứ cách số ít Atipati Patina Atipati Mha Atipati Sma, số nhiều Atipati Hí Atipati Phí, sở thuộc cách Atipatino Atipati Xá, số nhiều Atipati Năng, chỉ định cách Atipati Hí Atipati Minh, số nhiều Atipati Xú, số cách hô cách Atipati, số nhiều Atipati Atipata Vô Ta Vô. Dạ con xin hết. Dạ sao thú sao thú. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ thưa con xin chia danh từ nam tính Gá Ha Bá Tí là gia chủ ạ. Chủ cách số ít Gá Ha Bá Tí, số nhiều Gá Ha Bá Tí Gá Ha Bá Bá Tá Vô, đối cách số ít Gá Ha Bá Tinh, số nhiều Gá Ha Bá Tí Gá Ha Bá Tá Vô, sử dụng cách số ít Gá Ha Bá Tí Na Gá Bát Tì Hí, Gá Há Bát Tì Phí, chỉ định cách số ít Gá Há Bát Tì Nô Gá Bát Tì Xá, số nhiều Gá Há Bát Tì Năng, xuất xứ cách số ít Gá Há Bát Tì Na Gá Há Bát Tì Hà Gá Há Bát
gaha batisma, số nhiều gaha batihi, gaha batipi, sở thuộc các số ít, gaha patino, gaha patisa, số nhiều gaha patinang, định sở các số ít, gaha patimhi, gaha patismin, số nhiều gaha patisu, hô các số ít, gaha pati, số nhiều gaha pati, gaha patayo, con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Anh Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ nam tính dĩ ngữ ý như là samathi. Samathi, vậy được không sư? Samathi là trung tính hay nam tính à? Dạ, nam tính. À, nam tính chia luôn. Dạ. Chủ cách số ít, samathi, số nhiều, samathi, samathayo, đối cách số ít, samathin, số nhiều, samathi, samathayo, sử dụng cách số ít, samathina, số nhiều, samathihi, samathibi, chỉ định cách số ít, samathino, samathisa, samathinang, xuất xứ cách số ít, samathina, samathimha, samathisma, số nhiều, samathihi, samathibi, sở thuộc cách số ít, samathino, samathisa, số nhiều, samathinang, định sở cách số ít, samathinhi, samathismin, số nhiều, samathisu, hầu cách số ít, samathi, số nhiều, samathi, samathayo. Dạ thưa sư, con xin hết. Sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin chia cái danh từ nam tính có vị ngữ là bút ba tí, là đức vua. Bút ba tí, bút ba tí, bút ba tí, bút ba tí là đức vua. Bút ba tí, dạ bạch sư, con xin chia chủ cách số ít là bút ba tí, số nhiều là Pupati, Pupatayo, đối cách số ít là Pupatin, số nhiều là Pupati, Pupatayo, sử dụng cách số ít là Pupatina, Pupa, số nhiều là Pupa Tihi, Pupa Tifi, chỉ định cách số ít là Pupa Tino, số nhiều là Pupa Tisa, số nhiều là Pupa Tinang, xuất xứ cách số ít là Pupa Tina, Pupa Timha, Pupa Tisma, số nhiều là Pupa Tihi, Pupa Tifi, xuất xứ cách, sở thuộc cách số ít là Pupa Tino, Pupa Tisa, Pupa Tisa, số nhiều là Pupa Tinang, định sở cách số ít là Pupa Tihi, Pupa Tismin, số nhiều là Pupa Tisu, hô cách số ít là Pupa Ti, số nhiều là Pupa Ti, Pupa Tayo. Dạ bà sư, con xin hết. Sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia
thưa sư, con xin chia danh từ vô thí là cây bồ đề. Chủ cách số ít vô thí, số nhiều vô thi, vô đề, vô tha vô. Đối cách số ít vô thiên, số nhiều vô thi, vô tha vô. Sở định cách, sở dụng cách số ít vô thi nà, số nhiều vô thi hí, vô thi bí. Chỉ định cách số ít vô thi nô, vô thi xá, số nhiều vô thi nào. Sức sức cách số ít vô thi nà, vô thi hà, vô tha, vô thi ma. Số nhiều vô thi hí, vô thi phí. Sở dụng cách số ít vô thi nô, vô thi xá, số nhiều vô thi năng. Sở định cách số ít vô điều hí, vô dis min, số nhiều vô bồ đi xú. Hô cách số ít vô bồ đi, số nhiều vô thi, vô tha vô. Dạ thưa sư, con thích đó. Chữ cái bồ đề đó, cái đó là danh nữ tính á, có nam tính không? Dạ thưa sư, con thấy danh từ nam tính. Cái chữ đó là ở trong kinh xài thì danh từ nam nữ tính. Dạ. Vậy chắc dạ, con sai rồi. Dạ. Dạ con sai. Dạ kính mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Đúng chuyện nha con. Dạ thưa sư, con xin chia cái danh từ nam tính biểu ngữ ý như là chữ vi gia khí là bệnh tật được không sư ạ? Dạ thưa sư, chủ cách số ít vi gia khí, số nhiều vi gia khí, vi gia hô, vi gia vô. Dạ thay vô. Dạ vi gia, vi gia, vi gia tha tha vô. Dạ thưa sư, con đọc lại. Dạ đối cách số ít là nguy giá thi, nguy giá thi, nguy giá tha vô. Sử dụng cách số ít là nguy giá thi na, nguy giá thi hí, nguy giá thi phí. Chỉ định cách số ít là nguy giá thi nô, nguy giá thi xa, xá. Số nhiều là vi gia thiết, vi gia trí năng. Số sức cách số ít là vi gia trí na, vi gia trí tinh ha, vi gia thiết ma. Số nhiều là vi gia thi hí, vi gia thi phí. Sở thuộc cách số ít là vi gia trí nô, vi gia thiết xá. Số nhiều là vi gia thiết năng, vi gia thiết năng. Sử dụng định sở cách số ít là vi gia thiên khí, vi gia thiết minh. Số nhiều là vi gia thi xú. Hô cách số ít là vi gia thi. Số nhiều là vi gia chi, vi gia khá vô. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nam tính vị ngữ ý như là giá há ta tí là gia chủ đúng không sư? Chủ cách số ít giá há ta tí, số nhiều giá há ta tí, giá há ta ta dô. Đối cách số ít, số ít giá há ta tinh, số nhiều giá há ta ti, giá há ta ta dô. Sử dụng cách số ít giá há ta tí na, số nhiều giá há ta ti hí, giá há ta ti tí. Định sở cách số ít giá há ta tí nô, giá há ta tí xá, số nhiều giá há ta tí năng. Tức từ cách số ít giá há tá tí na, giá há tá tim hà, giá há tá tí ma. Số nhiều giá há tá tí hí,
Gà hà tá tí phí, sở thuộc cách số ít. Gà hà tá tí nô, gà hà tá tí xá, số nhiều. Gà hà tá tí năng, định sở cách số ít. Gà hà tá tí mùi, gà hà tá tí mình, số nhiều. Gà hà tá tí xú, thuộc cách số ít. Gà hà tá tí, số nhiều. Đà hà bà ti, đà hà bà hà dô, con xin hết ạ. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, thưa sư đã hết người rồi ạ, hết người giơ tay. Nhớ e di được Phật trong tin đọc với cô. À dạ, tại vì chưa thấy giơ tay dạ. Kính mời cô tin ma. Tin mã. Dạ, thưa sư, cô xin đọc từ mô ni tu sĩ với sư. Đây là Phật. Dạ. Chủ cách mô ni, số nhiều mô ni, mô ni vô, đổi cách mô ni, mô ni, số nhiều mô ni, mô ni vô, sử dụng cách mô ni na, số nhiều mô ni hí, mô ni phí, chỉ định cách Munino, Munissa, Muninang, xuất xứ cách Munina, Muninimha, Munitma, chú nhiều Muni hí, Muni phí, sở thuộc cách Munino, Munissa, chú nhiều Muninang, định sở cách mô ni hiền, mô ni hi, mô ni hít, mô ni mi min, số nhiều mô ni sâu, mô ni số, hầu cách mô ni, hầu cách là mô ni, số nhiều mô ni, mua nay vô, dạ thưa sư xin hết. Dạ sa thú sa thú, dạ thưa sư hết bàn tay giơ lên ạ. Ai em không nào qua bạn mới nữa nè. Vì danh từ nữ tính bị nữ ý như là phù thí. Dù các số ớt phù thí, số nhiều phù thí vô. Đối các số ớt phù thình, số nhiều phù thí vô. Và dù các số ớt phù thí già, số nhiều phù thí hí, phù thí hí. Chỉ định các sự ước vô thi gia, vô thi năng. Chứ sự các sự ước vô thi gia, gia vô gia. Tuy nhiên vô thi hi, vô thi phí. Sở thuộc các sự ước vô thi gia, tuy nhiên vô thi năng. Định sở các sự ước vô thi gia, vô thi giang. Tuy nhiên vô thi xú. Hồ các sự ước vô thi, tuy nhiên vô thi vô. Bao giờ ai chia được bản này giữa tai năng? Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ dạ, nãy giờ không có mở mic. Dạ con xin đọc chia động từ Anguli, danh từ Anguli, nữ tính. Con xin chia bảng biến cách danh từ nữ tính, vị ngữ ý là Anguli, là ngón tay. Chủ cách số ít Anguli, số nhiều Anguli, Anguli vô, đối cách số ít Anguling, số nhiều Anguli, Anguli vô, sử dụng cách số ít Anguli gia, số nhiều Anguli hí, Anguli phí, chỉ định cách số ít Anguli gia, lý gia, Anguli năng, xuất xứ cách số ít Anguli
Anguliya. Số nhiều. Anguliya, Anguliya. Sở thuộc các số ít. Anguliya. Số nhiều. Angulinang. Định sở các số ít. Anguliya. Anguliyang. Số nhiều. Angulisú. Hô các số ít. Anguli. Số nhiều. Anguli. Anguliyo. Con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ nữ tính vĩ ngữ ý. À, như là bích thí ạ, bích thí là lưng ạ. Dạ chủ cách, dạ chủ cách số ít là bích thí, số nhiều bích thi, bích thí vô. Đối cách số ít bích thinh, số nhiều bích thi, bích thí vô. Sử dụng cách số ít bích thí gia, số nhiều bích thi hí, bích thi phí. Chỉ định cách số ít bích thí gia, số nhiều bích thi năng. Xuất xứ các số ít bích thí gia, bích gia. Số nhiều bích thi hí, bích thi phí. Sở thuộc các số ít bích thí gia, số nhiều bích thi năng. Chỉ định các số ít bích thí gia, số nhiều bích thí gia, bích thí văn. Số nhiều bích thi xú. Hồ cách bích thí. Số nhiều bích thi, bích thí vô. Dạ con xin hết ạ. Sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính vĩ ngữ ý như là gia thí là bệnh tật, đúng sư? Gia thí là bệnh tật. Rồi, chưa đi. Dạ thưa sư, sanh mẹ. Dạ, dạ chủ cách số ít gia thí, số nhiều gia thi, gia thí vô. Đối cách số ít giá thi, giá thi số nhiều, giá thi, giá thi vô. Sử dụng cách số ít giá thi gia, số nhiều giá thi hí, giá thi bí. Chỉ định cách số ít giá thi gia, số nhiều giá thi năng. Xuất xứ các số ít giá thi gia, giá thi gia, số nhiều giá thi hí, giá thi bí. Sở thuộc cách số ít giá thi gia, số nhiều giá thi năng. Định sở cách số ít giá thi gia, giá thi văn, số nhiều giá thi xú. Hô cách số ít giá thí, số nhiều giá thi, giá thi vô. Dạ thi sư, con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Lâm Thị Nương ạ. Xe thú, xe thú. Sau Tâm Thị Nương cho tiên mẹ đặc nhi. Dạ bà sư, con xin chọn cái danh từ nữ tính là kích tí, là danh tiếng sư. À, chủ cách số ít là kích tí, số nhiều là kích ti, kích ti vô. Đối cách số ít là đích tin, kích tin, kích ti, kích ti vô. Sử dụng cách số ít là kích, kích, kích giá, kích ti giá. Số nhiều là kích ti hí, kích ti phí. Chỉ định cách số ít là kích ti giá, số nhiều là kích dạ. Dạ. Chỉ định cách số ít là kích ti giá, kích ti năng, số nhiều là kích ti năng. Xuất xứ cách số ít là kích, kích ta,
Kích tí gia. Số nhiều là kích tí hí, kích tí phí. Sở thuộc các số ít là kích tí gia. Số nhiều là kích tí năng. Định sở cách số ít là kích tí gia, kích tí ăn. Số nhiều là kích tí xú. Hô cách số ít là kích tí. Số nhiều là kích tí. Kích tí vô. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ sư sư con xin chia danh từ nữ tính là ê sa tí là tìm cầu đúng không sư? Chủ cách số ít ê sa tí số nhiều ê sa tí ê sa tí dô đối cách số ít ê sa tìm số nhiều ê sa tí ê sa tí dô sử dụng cách số ít ê sa tí ra số nhiều ê sa tí hí ê sa tí phí định sở cách số ít ê sa tí ra số nhiều ê sa tí năng xuất xứ cách số ít ê sa tí ra ê sa tí ra số nhiều ê sa tí hí ê sa tí phí sở thuộc cách số ít ê sa tí ra số nhiều ê sa tí năng định sở cách số ít ê sa tí ra ê sa tí răng số nhiều ê sa tí số hô cách số ít ê sa tí số nhiều ê sa tí dô. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin chia danh từ khang ký là nhẫn nhục. Chủ cách số ít khang ký số nhiều khang ký vô đối cách số ít khang tiên số nhiều khang ký số nhiều khang ký vô sử dụng cách số ít khang ký gia số nhiều khang ký hí khang ký phí chỉ định cách số ít khang ký gia số nhiều khang ký năng xuất xuất cách số ít khang ký gia khang gia số nhiều khang ký hí khang ký phí sở thuộc cách số ít khang ký gia khang số nhiều khang ký năng định sở cách số ít khang ký gia khang ký gia số nhiều khang ký số hô cách số ít khang ký số nhiều khang ký vô. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con có chọn danh từ ác khí được không sư? Ác khí là con mắt á. Ý là danh từ nữ tính mà. Danh từ nữ tính chứ sư. Ác khí. Ác khí là con mắt. Là ác khí ý, danh từ trung tính. Bu mí đúng không thư? Bu mí được. Bu mí phong cảnh, dạ. Chúng ta chọn cái từ bu mí, dạ con xin đặt của bạn Nguyên cách cái từ bu mí. Dạ chủ cách số ít, bu mí, số nhiều bu mí. Bu mí vô, đấu cách số ít, bu mí. Số nhiều bu mí vô. Sử dụng cách số ít, bu mí da, số nhiều. Bu mí hí, bu mí bí. Chỉ định cách số ít. Bu mí da số nhiều bu mí năng xuất xứ cách số ít bu mí da bu da số nhiều bu mí hí bu mí bí sở thuộc cách số ít bu mí da số nhiều bu mí năng định cách số ít bu mí da bu mí giang số nhiều bu mí vô cách số ít bu mí số nhiều bu mí vô dỗ xin hết nhà. Dạ sa thú sa thú. Dạ thưa cô Tiên Mã, dạ cô có muốn lên chia bài đúng cách không ạ? Dạ dạ có cho con chia bài đây. Dạ, kính mời cô ạ. A di đà Phật.
Dạ thưa sư, con xin chia bài từ nay dí con xong đó sư. Nay gì đọc lộn. Gì nay gì? Dạ con xong. Sao gì con nay gì vậy? Dạ con xong rồi sư. Ôi chi chữ vô thí đi. Dạ vô thí ha. Dạ. Dạ con xin chia từ vô thí. Chủ cách vô thí, số nhiều vô thí, vô thí vô, đối cách vô vô thí diêm, số nhiều vô thí vô, sử dụng cách vô thí gia, số nhiều vô vô thí hy, vô thí phí, vô thí phí, vô thí phí, chỉ định cách vô thí gia. Bồ thí năng, xuất xứ cách bồ thí già, bồ giờ thí già, chú nhiều bồ thí, bồ y bồ thí hy, bồ thí hí, bồ thí hy, bồ thí hí, bồ thí phí, sở thuộc cách bồ thí già, chú nhiều bồ thí văn, bồ thí năng, định sở cách bồ thí già. Bồ thí văn, chú nhiều bồ thí chú, hộ cách bồ thí, chú nhiều bồ thí vô. Dạ thưa sư, cô xin hết. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính thưa sư, đã hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Bên bản trung tính ha. Ở trung tính, ở trung cách số ít. Quà rí, số nhiều quà rí. Quà rí ní. Đối cách số ít quà rí, số nhiều quà rí ní. Sử dụng cách số ít quà rí nà, số nhiều quà rí hí. Chỉ định cách số ít quà rí nô, quà rí xá, số nhiều quà rí năng. Số xuất cách số ít quà rí nà, quà rí hà, quà rí mà. Số nhiều quà rí hí, quà rí hí. Sở thuộc cách số ít quà rí nô, quà rí xá. Sư nhiều quá rì năng, đừng sợ cách số ít quá rì ní, quá rì hí, quá rì mình. Sư nhiều quá rì xú, hô cách số ít quá rì, sư nhiều quá rì ní. Vì ai chưa được bán này với tay lên. Dạ thưa sư, cho con chia luôn đi. Dạ, kính mời cô tên mã. Dạ, ai như được học thưa sư, con chia. Bán quá rì. Chủ cách quà rí, chú nhiều quà rí ní, đó cách quà rím, quà rí rí lộn, quà rím, quà rím đúng không sư? Đọc lộn không? Quà rí rím, chú nhiều quà rí, quà rí, quà rí ní, sử dụng cách quà rí ná, quà rí ná, chú nhiều quà rí hí, quà rí phí. Chỉ định cách quà rí nô, quà rí xá, chú nhiều quà rí năng, chú sức cách quà rí nà, quà rìm hà, quà rìm xà, quà rìm ma, quà rì hí, quà rì phí, sở thuộc cách quà rí nô, quà rí xá, chú nhiều quà rí năng, sở định cách vừa riêng ní vừa riêng hí vừa riêng chú nhiều vừa đi chú hô cách vừa vừa rí về con hết rồi đó sư. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính mời đạo hữu Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin chia danh từ trung tính là đáp thí, là sữa đông đó, có đường sư. Đáp thí. Dạ. Chủ cách số ít là đáp thí. Số nhiều là đáp thi ní. Đối cách số ít là đáp thinh. Số nhiều là đáp thi ní. Sử dụng cách số ít là đáp thi na,
Số nhiều là đát thi hí, đát thi phí. Chỉ định cách số ít là đát thi nô, đát thi xá. Số nhiều là đát thi năng. Xuất xứ là đát, đát thi na, đát thi ha, đát thi ma. Số nhiều là đát thi hí, đát thi phí. Sở thuộc cách số ít là đát thi nô, đát thi xá. Số nhiều là đát thi năng. Sở định sở cách số ít là đát thi, đát thi, đát thi hí, đát thi hí, đát thi min. Số nhiều là đát thi xuống. Hô cách số ít là đát thí. Số nhiều là đát thi, đát thi ní. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin chia danh từ trung tính. À, ắc khí là con mắt ạ. Chủ cách số ít, ắc khí. Số nhiều, ắc khi ní. Đối cách số ít, ắc khinh. Số nhiều, ắc khi ní. Sử dụng cách số ít, ắc khí na, ắc khi hí, ắc khi phí. Chỉ định cách số ít, ắc khí nô, ắc khí xá. Số nhiều, ắc khi năng. Xuất xứ khách, à, xuất xứ cách số ít, ắc khí na, ắc khiêm ha, ắc khí ma. Số nhiều, ắc khí, ắc khi phí. Sở thuộc cách số ít, ắc khí nô, ắc khí xá. Số nhiều, ắc khi năng. Định sở cách số ít, ắc khí ní, ắc khiêm hí, ắc khí minh. Số nhiều, ắc khi số. Hô cách số ít, ắc khí. Số nhiều, ắc khi ní. Con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư, con xin chia danh từ trung tính vĩ ngữ ý như là ắc thí ạ. Dạ, chủ cách số ít, ắc thí. Số nhiều, ắc thi ní. Đối cách số ít, ắc thinh. Số nhiều, ắc thi ní. Sử dụng cách số ít, ắc thí na. Số nhiều, ắc thi hí, ắc thi phí. Chỉ định cách số ít, ắc thí nô, ắc thí xá. Số nhiều, ắc thí năng. Xuất xứ cách số ít, ắc thí na, ắc thím ha, ắc thí ma. Số nhiều, ắc thí hí, ắc thí phí. Sở thuộc cách số ít, ắc thí nô, ắc thí xá. Số nhiều, ắc thí năng. Định cỡ sở cách số ít, ắc thí ní, ắc thí ní, ắc thím hí, ắc thí minh. Số nhiều, ắc thí số. Hô cách ắc thí. Số nhiều, ắc thi ní. Dạ con xin hết ạ. Dạ sa thú, sa thú. Kính mời đạo hữu An Trần ạ. Dạ thầy sư, con xin chia danh từ trung tính vĩ ngữ ý như là sắc bí, sắc bơ. Chủ cách số ít là sắc bí. Số nhiều là sắc bi, sắc bi ní. Đối cách số ít, sắc bin. Số nhiều, sắc bi, sắc bi ní. Sử dụng cách số ít, sắc bí na. Số nhiều, sắc bi hí, sắc bi bí. Chỉ định cách số ít, sắc bí nô. Số nhiều, sắc bí xá. Số nhiều, sắc bi năng. Xuất xứ cách số ít, sắc bí na, sắc bi ha, sắc bí ma. Số nhiều, sắc bi hí, sắc bi bí. Sở thuộc cách số ít, sắc bi nô, sắc bi xá. Số nhiều, sắc bi năng. Định sở cách số ít, sắc bi ní, sắc bi hí, sắc bi minh. Số nhiều, sắc sắc bi xú. Hô cách số ít, sắc bi. Số nhiều, sắc bi, sắc bi ní. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ sa thú, sa thú.
Dạ kính mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính. Tác thí là bắc vế ạ. Chủ cách số ít, sắc thí số nhiều, sắc thi ngấy. Đối cách số ít, sắc thi số nhiều, sắc thi ngấy. Sở dụng cách số ít, sắc thí na, sắc số nhiều, sắc thi hí, sắc thi khí. Chỉ định cách số ít, sắc thí nô, sắc thí xá, số nhiều, sắc thi năng. Bất cứ cách số ít, sắc thí na, sắc thi hà, sắc thí na ma. Số nhiều, sắc thi hí, sắc thi khí. Sở thuộc cách số ít, sắc thí nô, sắc thí xá, số nhiều, sắc thi năng. Định sở cách số ít, sắc thí ní, sắc thí hí, sắc thí minh. Chủ số nhiều, sắc thi số. Cô cách số ít, sắc thí, số nhiều, sắc thi ní. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ sa thú, sa thú. Dạ thưa sư, đã hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Bây giờ mình qua bảng manh ti. Mời đây đây anh. Bảng manh ti. Bảng manh ti này không biết mình học chưa à? Bảng manh ti này không biết ở viên 1 hay viên 2 à? Dạ thưa sư, quyển 1 quá ạ. Quyển 1 hả? Dạ. Tôi là nhớ là bản quyển 2 chứ. Dạ như quyển 2 ấy sư ơi. Mang tì à, một bản mang tì này ở quyển 1, bản DV với quyển 2. Quyển 2 này nữa. Sau cái vụ đó rồi bản này nữa, bản này nữa là hết phần bản danh từ. À, mình cũng vừa hết giờ hả? Thì chuyên bản này nữa đi ha. Chỗ cách số ít manti, số nhiều manti, manti no. Đối cách số ít manti, manti năng, số nhiều manti, manti no. Để dùng cách số ít manti na, số nhiều manti hí, manti khí. Chỉ định cách số ít mình tì nô, mình tì sát, số nhiều mình tì năng. Sư cách số ít mình tì na, mình tìm hà, mình tì ma, số nhiều mình tì hi, mình tì khí. Sở thuộc cách số ít mình tì nô, mình tì sát, số nhiều mình tì năng. Định sở cách số ít mình tì ni, mình tìm hi, mình tì mi, số nhiều mình tì su. Ô cách số ít mình tì, mình tì, mình tì nô. Cái này là mình mới được bản danh từ, còn mười mấy bản động từ ở quyển 1 này. Bây giờ cứ được mấy bản thì 20 bản đi. Rồi giờ ai chia được bản này cho tay lên đi. Dạ, thưa cô tên Mã, dạ cô dạ. Muốn chia không ạ? Dạ, dạ cho cô chia bản này. Ê gì bà Phật. Thưa sư, cô xin chia bản này. Mình tí, chủ cách, chủ nhiều, mình tí, mình tì. Mình tìm đồ, đổi cách mình tìm. Mình tí năng, chứ nhiều mình tì. Mình tìm đồ, sử dụng cách mình tí nè. Chứ nhiều mình tí hí. Mình tí hí. Mình tí phí. Giữ đừng cách mình tìm đồ. Mình tí xa. Chứ nhiều mình tí năng. Chứ sử dụng cách mình tí nè. Mình tin hà, mình tích mà, cho nhiều mình tí thì, mình tí hí, mình tí phí, sở thuộc cách mình tin nô, mình tích xe, cho nhiều mình tin năng, định sở cách mình tin ní, mình im hí, mình tích mình, cho nhiều mình tích chú, hô cách mình tí. Cô cách mình tì. Mình tì, số nhiều mình tì. Số nhiều mình tì nô, vậy thì sư cũng xin hết.
Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư, con xin chia biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ y. Từ papa kari là kẻ kẻ làm ác á. Papa kari. Dạ, papa kari. Dạ, chủ cách số ít papa kari, số nhiều papa kari. Papa karino. Đối cách số ít papa karin. Papa kari năng, số nhiều papa kari. Papa karino. Sử dụng cách số ít papa karina, số nhiều papa cá, papa kari hí, papa kari phí. Chỉ định cách số ít papa karino, papa kari xá, số nhiều papa kari năng, papa kari năng. Thuốc sư cách số ít papa karina, papa karimha, papa karisma, số nhiều papa kari hí, papa kari phí. Sở thuật cách papa karino, papa karissa, số nhiều papa karinang. Định sở cách số ít papa karini, papa karimhi, papa karismin, số nhiều papa karisu. Hô cách papa kari, số ít, số nhiều papa kari, papa karino. Dạ con xin hết ạ. Sa thú, sa thú. Dạ, kính mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, rất là tốt. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ y như là kari là con voi. Kari. Dạ, kari, kari. Dạ, kari là con voi. Chủ cách số ít kari, số nhiều kari. Karino, đối cách số ít Karin. Karinang, số nhiều Kari. Karino, sử dụng cách số ít Karina, số nhiều Kari hí, Kari bí. Chỉ định cách số ít Karino, Karissa, số nhiều Karinang. Xích xích cách số ít Karina, Karimha, Karisma, số nhiều Kari hí, Kari bí. Sở thủ cách số ít Karino, Katisa, số nhiều Karinang, Karinang. Định sở cách số ít Karini, Karimhi, Karismin, số nhiều Karisu. Ô cách số ít Kari, số nhiều Kari, Karino. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin chia danh từ nam tính vị ngữ y là đi gá chi vi, là người sống lâu. Chủ cách số ít đi gá chi vi, số nhiều đi gá chi vi. Đi gá chi quý nô, đối cách số ít đi gá chi quỳnh. Đi gá chi quý năng, số nhiều đi gá chi quỳnh. Đi gá chi quý nô. Sử dụng cách số ít đi gá chi quý na, số nhiều đi gá chi chi quy hí. Đi gá chi quy phí. Chỉ định cách số ít đi gá chi quý nô, đi gá chi quý xá, số nhiều đi gá chi quy năng. Xuất xứ cách số ít đi gá chi quý na, đi gá chi quim ha, đi gá chi wisma, số nhiều đi gá chi quy phí. Chi quy phí. Đi gá chi quy phí. Sở thuộc cách số ít
đi gá chi quý nô, đi gá chi quý xá, số nhiều, đi gá chi quy năng, định sở cách số ít, đi gá chi quý ní, đi gá chi quyêm hí, đi gá chi quý minh, số nhiều, đi gá chi quy xú, hô cách số ít, đi gá chi quy, số nhiều, đi gá chi quy, đi gá chi quý nô, con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia cái danh từ nam tính vĩ ngữ y, là chữ rugi, người bệnh đó sư ạ. Dạ, đủ cách, số ít, rugi, số nhiều, rugi. Rugino, đối cách số ít, rugin, số nhiều, ruginan. Sư con xin lỗi. Dạ, đối cách số ít là rugin, ruginan, số nhiều là rugi, rugino. Sử dụng cách số ít là rugina, số nhiều là rugihi, rogi phí. Chỉ định cách số ít là rogino, rogisá, roginan, số nhiều là roginan. Xuất xứ cách số ít là rogina, rogim, roginha, rogisma, số nhiều là rogi hí, rogi phí. Sở thuộc cách số ít là rogino, rogisá, số nhiều là rogina, rogina. Sở định sở cách số ít là rogini, rogin hí, rogismin, số nhiều là rogi số. Hô cách số ít là rogi, số nhiều là rogi, rogino. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Điệp chia rồi. À dạ. Dạ, kính mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ nam tính vị ngữ y là sa, sa giá thi, là người đánh xe. Đúng rồi. Chủ cách số ít, sa giá thi, số nhiều, ra sa giá thi, sa giá thí nô. Đối cách số ít, sa giá thi, sa giá thích năng, à, sa giá thi thí năng, số nhiều, sa giá thi, ra sa giá thí nô. Sử dụng cách số ít, sa giá thí na, số nhiều, sa giá thi hí, sa giá thi phí. Chỉ định cách số ít, sa giá thí nô, sa giá thiết phá, số nhiều, sa giá thi năng. Xuất xứ cách số ít, sa giá thí na, sa giá thi ha, sa giá thiết ma, số nhiều, sa giá thi hí, sa giá thi phí. Ở thuộc cách số ít, sa giá thí nô, sa giá thiết phá, số nhiều, sa giá thi năng. Định sở cách số ít, sa giá thi lý, sa giá thi hí, sa giá thiết minh, số nhiều, sa giá thi số. Hô cách số ít, sa giá thi, số nhiều, sa giá thi, sa giá thí nô. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính mời đạo hữu Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ Sethi là triệu phú. Chủ cách số ít là Sethi, số nhiều Sethi, Sethino. Đối cách số ít, Sethim, Sethinam, số nhiều Sethi, Sethino. Sử dụng cách số ít, Sethina, số nhiều Sethi hí, Sethi phí. Chỉ định cách số ít, Sethino, Sethisá,
số nhiều xếp thi năng, xếp xếp cát số ít xếp thi năng, xếp thi ma, xếp thi ma, số nhiều xếp thi hí, xếp thi phí, sở thuộc cát số ít xếp thi nô, xếp thi xá, số nhiều xếp thi năng, định sở cát số ít xếp thi ní, xếp thi hí, xếp thi mìn, số nhiều xếp thi xú, hô cát số ít xếp thi sư nhiều xét thi, xét thi nô. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ sa thú, sa thú. Dạ thưa sư đã hết rồi ạ. Rồi bây giờ như đây ha, anh chia thêm bản luận từ nữa mà không kịp giờ rồi, giờ hết giờ phạm như đây rồi, xin mời lớp nghỉ. Dạ, chúng con xin được tri ân sư tinh tuệ đã ôn tập cho chúng con bảng biến cách Bali ngày hôm nay. Dạ, bài học đến đây là kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính dâng sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báu buổi học hôm nay đến chư thiền. Akasatha Javomatha Niwanagamahitika Bốn nhãn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nàng a ca sa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ca. Bốn nhãn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ca ro a ca sa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ca. Bốn nhãn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yo a ca sa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ca. Bốn nhãn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha ni wa na ga ma hi ti ca. Bốn nhãn đồ anu mô đàn tu chi răng ra khán tu no sa đa idang watano punyang asawa khaya wahang ho du anagati kale sa thu sa thu. Dạ chúng con kính chúc sư được khỏe và an vui ạ. Dạ chúng con kính tri ân sư cả pháp niên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật pháp. Dạ xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định quận 6 mở được Zoom này ạ. Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn. Dạ, xin trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Pali này vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc quý đạo hữu an vui trong cuộc sống. Buổi học Pali đến đây là kết thúc. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Xin mời các vị. Yeah.